Và trong những ngày cả thành phố Đà Nẵng phong tỏa cứng 7 ngày để tạo thuận lợi cho mạch hàng hóa lưu thông thông suốt, thì số phương tiện vận chuyển vẫn được phép di chuyển bằng luồng xanh. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát chặt từng phương tiện hàng hóa lưu thông qua địa bàn. Kiểm tra ngẫu nhiên các phương tiện tham gia luồng xanh trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, vẫn còn tồn tại một số trường hợp vi phạm quy định như tài xế không xuất trình được giấy xét nghiệm COVID-19, số người trên xe không đúng với số người đã khai báo, người đăng ký phương tiện nhưng không trực tiếp lái xe hoặc phương tiện luồng xanh di chuyển không đúng lộ trình. Đối với những trường hợp này, lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế quay đầu đi đúng lộ trình. Những trường hợp nào có biểu hiện vi phạm sẽ bị tạm giữ phương tiện. Đặc biệt là một số giấy phép được cấp cho tài xế thì nó đi không đúng các cái lộ trình của phương tiện. Thì qua cái kiểm tra để quá trình phát hiện thì chúng tôi đã có những cái biện pháp, một là như yêu cầu tài xế đã quay lại đi theo đúng cái lộ trình của mình, hoặc là tạm đình chỉ cái hoạt động tiếp tục đi lại để làm rõ cái lý do động cơ mục đích của tài xế. Theo lực lượng chức năng, một số tài xế còn lợi dụng luồng xanh để tránh né việc kiểm tra quy định về an toàn giao thông trên tuyến. Nổi lên là tình trạng chở quá khổ, quá tải. Tại chốt trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận Đà Nẵng cũng xảy ra tình trạng tương tự. Để kiểm soát chặt, xe luồng xanh được ưu tiên phân luồng từ xa, tạo điều kiện lưu thông không dừng đỗ. Lực lượng chức năng triển khai nhiều phương án kiểm soát, tuyên truyền, tránh tình trạng sử dụng thẻ ưu tiên sai mục đích. Mặc dù tại chốt không kiểm tra chặt chẽ về đối với xe được ưu tiên, nhưng lực lượng tuần lưu phải dừng kiểm tra để phát hiện những vi phạm khác, để tránh tình trạng lái xe lợi dụng được mở cấp mở ưu tiên mà là để chở hàng trái pháp luật. Thì đã sánh về đổi về luồng đi và phương tiện thì cùng chúng tôi vài cố gắng làm sao để sánh luôn cả về mặt ý thức của người tham gia giao thông. Đấy, cái từ đó để mà mới đảm bảo được các cái quy định về an toàn giao thông cũng giống như là cái hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay. Ngoài việc tạo điều kiện lưu thông cho phương tiện tham gia luồng xanh quốc gia và luồng xanh nội địa qua các chốt kiểm dịch, lực lượng cảnh sát giao thông Đà Nẵng sẽ bổ sung các tổ tuần tra lưu động trên tuyến trọng điểm nhằm kiểm tra và xử lý nếu có phương tiện vi phạm.